Huấn Hoa Hồng kêu cứu trong đêm. Thưa quý vị và các bạn, Huấn Hoa Hồng kêu cứu trong đêm vi vương rắc rối liên quan đến chiếc xe máy biển ngũ quý 9 mét u gần nửa tỷ đồng. Tối ngày 11 tháng 8, Huấn Hoa Hồng tức Bùi Xuân Huấn, 39 tuổi, quê Yên Bái, bất ngờ đăng tải thông tin kêu cứu sự cần sự tư vấn, giúp đỡ khi bản thân gặp rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy SH mang biển kiểm soát 97 b chín mà anh này mua cách đây một năm. Theo chia sẻ của Bùi Xuân Huấn trên nền tảng Facebook có hơn 3 triệu lượt theo dõi. Chiếc xe máy biển số ngũ quý được anh mua của người đàn ông ở Bắc Cạn vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 với giá là 490 triệu đồng, tiền chuyển qua tài khoản chính chủ là ông A. T. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu khi Huấn Hoa Hồng liên hệ chủ cũ của xe SH làm thủ tục thu hồi biển số ngũ quý 9 để anh định danh và chuyển biển số VIP nói trên sang xe khác thì chủ cũ nói bán xe chứ không bán biển số. Đồng thời, Huấn Hoa Hồng cũng phát hiện biển số ngũ 9 đã được hợp thức hóa cho xe máy Dream khác mà không phải là anh. Bùi Xuân Huấn cho hay, thời điểm anh mua chiếc xe biển số VIP chưa có quy định định danh nên khi mua xe, chỉ có giấy tờ kèm theo mới đủ điều kiện tham gia giao thông. Trong clip dài gần 8 phút được Bùi Xuân Huấn đăng tải, anh cho biết, sự việc trở nên phức tạp hơn khi chiếc xe được anh bán cho một người khác và khi rắc rối xảy ra, bản thân anh sẽ phải đứng mũi chịu sào. Về các vấn đề pháp lý liên quan, mình là dân kinh doanh, mình bán chiếc xe đó cho người khác để kiếm chút ít, nhưng lại bị người ta quay sang kiện huấn lừa đảo. Bản thân thấp cổ bé họng chỉ biết trình bày lý do như thế, để mọi người giúp đỡ, tư vấn huấn làm như thế nào cho chuẩn nhất. Cuối video, huấn Hoa Hồng cũng cho biết với tinh thần thượng tôn pháp luật, anh có thể chấp nhận mất chiếc xe và giấy tờ, nhưng sẽ không bỏ cuộc và mỗi ngày sẽ đăng tải một video về vấn đề này để cộng đồng mạng có phân tích, đánh giá. Huấn Hoa Hồng được biết đến như một giang hồ mạng, người đàn ông này thường xuyên livestream, đăng tải clip khoe tiền, vâng, giao giảng đạo lý trên các nền tảng mạng xã hội có hàng triệu lượt theo dõi, bình luận. Bùi Xuân Huấn từng bị công an một số địa phương phát hiện dương tính với ma túy tại các tụ điểm ăn chơi và từng được đưa đi cai nghiện ma túy. Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng còn nhiều lần bị phạt liên quan đến các hoạt động như tự biên tập xuất bản hai cuốn, đệ nhất kiếm tiền và bí kíp kinh doanh online, nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản, Huấn Hoa Hồng còn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi bán hai cuốn sách này khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Chính trong clip kêu cứu nói trên, Huấn Hoa Hồng cũng thừa nhận, trước đây bản thân sống rất sai, vì tuổi trẻ bồng bột nên bị nhiều người ghét và khẳng định những việc đó là Huấn Hoa Hồng của quá khứ, còn hiện tại, anh đã nhìn nhận lại bản thân và những cái sai để cố gắng làm người tử tế, kiếm tiền nuôi vợ